Xin chào, ở các video lần trước thì tôi đã chia sẻ cho các bạn các tư thế quan hệ giúp chàng lên đỉnh sung sướng nhất. Ví dụ như là tư thế cần gạt nước, tư thế 69, tư thế dog G. Và ở trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mô đun cực kỳ mới, cực kỳ tuyệt vời. Đó là các tư thế ngủ trên giường giúp chàng và bạn làm sao mà hòa hợp nhất. Ok, let's go. Thứ nhất, cởi bỏ quần áo. Theo số liệu của các nhà khoa học bên Mỹ đã chứng minh thì hơn 85% những cặp vợ chồng nào mà cởi bỏ quần áo khi đi ngủ, họ đã nuôi cùng nhau thì họ rất là hạnh phúc. Tại vì các bạn hãy tưởng tượng về cái cảm giác mà da chạm da, thịt chạm thịt, cảm giác ân ái và đang ngủ như này thôi bỗng vô tay cua quạng bạn tình của mình. Đấy, và vô tay cầm được cái vô lăng của anh, hoặc là vô tay cầm được súng của anh, hoặc vô tay trượt dài thấy cái khóm lông của anh nó đang cứng cứng và đang xoăn xoăn rất là, hoặc là các anh nam giới đang ngủ như này vô tay sửa soạn được hai quả núi đôi của chị em phụ nữ. Họ rất là thích, họ bỗng ngủ và họ mơn trớn, họ bóp. Và bên dưới họ lại trườn xuống, họ lại múp mê, vuốt ve cái bộ phận khế của chúng ta. Thì họ rất là sướng và họ lại ôm nhau ngủ chặt hơn. Nhưng mà cái vấn đề mà cởi bỏ quần áo khi ngủ ấy thì sẽ khiến cho một số cặp vợ chồng cảm thấy nóng bức, hoặc là nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu, đúng không? Thì tôi khuyên các bạn, thứ nhất đó là các bạn nên bật điều hòa ngay lập tức. Dù mùa đông hay mùa hè thì chúng ta vẫn nên ngủ nuôi. Tại vì là khoa học đã chứng minh, và đặc biệt tôi, những nhà chuyên gia tâm lý tình dục học thì đã chứng minh và đã phân tích số liệu thực tế cho rằng những anh chị nào hoặc những cặp vợ chồng nào mà ngủ với nhau, ngủ nuôi khi quan hệ thì sẽ sống lâu hơn, sẽ trẻ hơn, đời sống tình dục nâng cao hơn. Còn những người nào mà quan hệ mà thấy khó chịu tại vì nó quá nóng, hoặc là cái đệm của nó không cho mình chúng ta thoải mái ấy, thì chúng ta nên mua vải hoặc đệm cốt tông thì nó rất là mát và nó không bí bách, đặc biệt là chúng ta đang mệt mỏi như thế, vừa làm tình xong dã rời như thế mà cảm giác nằm trên cái đệm nó rất là êm ái, nó rất là thư thái, nó rất là mềm, nó rất là mát thì bạn sẽ có một giấc ngủ sâu hơn. Và để ý nhớ là cái đệm nhé, ngoài cái nệm ra thì có cái đệm nó lò xo tốt hơn, là một cái đệm nó rất là lâu rồi chúng ta không thay, quan hệ xong nó sẽ đau hai đầu gối, nó nằm xuống và rất là đau lưng. Các chị em chú ý và tinh ý nha. Cách thứ hai, ngủ gần nhau hơn. Ok, về cái tư thế này thì tôi cũng rất là thích, tại vì nhiều lúc tôi và chồng tôi sau khi quan hệ xong thì không nhất thiết là cứ phải ôm ấp nhau khi ngủ, tại vì là bản thân tôi cũng rất là nặng, hoặc bản thân chồng tôi cũng rất là nặng, lấy nhau xong đẻ xong em bé thì cơ thể không được như thời trai tân hoặc gái tân nữa, đúng không? Nên là nếu mà cứ nằm ôm ấp nhau ngủ như thế rất là mệt mỏi, nên là chúng ta có nhiều cách ngủ, và ngủ gần nhau hơn là một cách mà tôi lựa chọn. Đó là tôi với anh vẫn ngủ gần với nhau, cách nhau tầm 5 đến 10 cm như thế này, nhưng mà nhiều lúc tay tôi vẫn để trên bụng anh, ôm anh, hoặc sờ nắn cậu nhỏ của anh, hoặc nhiều lúc chân tôi sẽ gác lên cơ thể anh để tôi biết rằng à, anh ở bên mình, à, cơ thể anh rất là ấm. Và đặc biệt tôi là một người rất là lạnh nữa, mùa đông tôi cực kỳ lạnh, mùa hè tôi lại cực kỳ nóng, nên là khi mà có anh ở bên cạnh giống như anh đang sưởi ấm cho tôi, không nhất thiết cứ phải ôm mình, nên nhớ điều đấy, miễn là có cảm giác người đàn ông của cuộc đời mình ở bên cạnh mình và cảm giác được bảo ban che chở là tôi thấy nó rất là hạnh phúc rồi, chứ không nhất thiết phải ngày nào cũng như ngày nào ôm nhau nằm trên người nhau, hoặc là cắn với nhau như cứt vi xít, tôi nói như thế các bạn tưởng tượng thì nó sẽ không ok cho lắm, sẽ làm cho hai bên cảm thấy bất tiện. Còn nếu mà cứ ở ngủ gần nhau thoải mái và có hơi ấm, cảm nhận được cơ thể nhau thì đấy là một cách giữ như không giữ. Cách thứ ba, đừng sợ đụng chạm. Tại vì là theo giáo sư Richard, cái nhà khoa học về tình dục học, nghiên cứu rằng những cặp vợ chồng đang ngủ mà đụng chạm vào nhau thì người ta có một giấc ngủ ngon hơn, tại vì họ cảm thấy là người thân yêu của mình ở bên cạnh thì có cảm giác được bảo ban và che chở hơn. Bản thân tôi cũng thế thôi, nhiều lúc ấy tôi tư vấn cho những cặp vợ chồng ấy mà họ ngủ với nhau họ không động chạm với nhau ấy, thì tôi hỏi là đã bao lâu rồi anh chị chưa quan hệ tình dục, hoặc đã bao lâu rồi anh chị không ôm ấp nhau khi ngủ, thì họ thường nói là tầm 1 tháng 2 tháng hoặc hơn 3 tháng. Tôi nói thật nhá, chúng ta là những cái sinh vật mà có vú, và chúng ta cũng là có một phần con trong từ con người ấy, thì chúng ta phải quan hệ tình dục, tại vì nó chính là cái nguồn cội để gắn kết hai bên với nhau. Nhưng mà một ngày chúng ta không động chạm, chúng ta không ôm, không vuốt ve, một tuần chúng ta không làm, một tháng là đã có vấn đề. Nó phải như thế nào thì hai cá thể nó không dung hòa là một, đúng không? Nếu mà tôi yêu anh đấy, tôi yêu, và nếu mà tôi yêu anh đấy, tôi hạnh phúc với anh đấy và tôi muốn làm tình với anh đấy, thì không những một ngày một lần mà có khi một ngày đụng chạm rất là nhiều lần. Nhưng anh đấy với tôi có vấn đề gì xảy ra? Do tôi khô hạn, hay là do anh đấy yếu sinh lý, hay là hai vợ chồng vừa cãi nhau thì không muốn quan hệ với nhau, thì cứ như thế cái mâu thuẫn nó nảy sinh ra
rất là nhiều, các bạn hiểu không? Dần dần hai bên không động chạm vào nhau, không va chạm cơ thể vào nhau, và bắt đầu hai bên bắt đầu có vết nứt, và ở giữa bắt đầu có một cái đường ranh giới mà không rõ ràng. Và những cái người mà không động chạm vào cơ thể nhau thì tỷ lệ ly hôn rất là cao. Nên các bạn không muốn cái chuyện này xảy ra thì các bạn nên khéo léo, chúng ta nên chạm vào cơ thể nhau dù ít dù nhiều nhé. Cách thứ tư, ngủ đủ giấc. Chắc chắn là ngủ đủ giấc thì chúng ta sẽ có một sức khỏe tuyệt vời hơn, chúng ta sẽ làm gì chúng ta cũng thích hơn. Nếu buổi tối hôm trước, sorry nhá, nhiều lúc nói nhiều nên là tôi sẽ bị nhịp. Nếu mà buổi tối hôm trước chúng ta thức khuya dậy muộn thì chúng ta sẽ có một cái cơ thể tốt hơn là buổi tối hôm trước chúng ta thức khuya và sáng hôm sau chúng ta dậy rất là sớm. Thứ nhất đó là sức khỏe không đảm bảo. Cái thứ hai, ví dụ ngày hôm qua chúng ta vừa làm tình xong, ngày hôm nay chúng ta chưa khôi phục lại sức khỏe mà chúng ta đã phải đi làm rồi thì cái kết quả hoặc năng suất công việc là cũng không hiệu quả. Nên là cái vấn đề ôm nhau và ngủ đủ giấc là một trong những cách mà giúp cho hai vợ chồng thăng hoa nhất, giúp thoải mái nhất. Và các bạn hãy tưởng tượng xem, trong một tuần làm việc vất vả, thứ bảy chủ nhật hai vợ chồng ôm nhau ngủ thoải mái, ngủ từ sáng đến trưa đi, hoặc là hai vợ chồng đi du lịch ở đâu đó và ngủ ôm ấp nhau trong một cái không gian rất là lãng mạn, thì tôi nghĩ đây là một khoảnh khắc mà nó rất là tuyệt vời. Tại vì cái cuộc sống này rất là xô bồ và hiện tại không phải ai cũng có thời gian dành cho nhau, kể cả tôi hay là chồng tôi. Nên là các chị em khi mà nghe đến cái video này, hãy làm cho mình một buổi tối thật lãng mạn để ngày hôm sau hai vợ chồng quấn quýt với nhau không rời. Cách cuối cùng, ngủ riêng. Chắc chắn rồi, nếu mà tôi và anh không dung hợp được với nhau, không thể ôm ấp nhau khi ngủ, không thể ân ái và làm tình với nhau, không thể vuốt ve mơn trớn nhau, và anh với tôi nhiều lúc cảm thấy chạm vào người nhau khó chịu, thì chắc chắn là chúng ta phải nghĩ đến biện pháp cuối cùng, đó là ngủ riêng. Tôi ở giường này, anh ở giường khác, hoặc tôi ở giường này, anh ở ghế sofa, hoặc anh nằm ở đây, tôi vào nằm với con. Và chính vì những cái cách này thì tôi thấy rất là hay xảy ra với những cặp nào mà đã có vợ chồng, đã có gia đình. Nhiều lúc trong cái cuộc sống vợ chồng không thể nào mà trong cái tình trạng cơm lành canh ngọt được, sẽ có những lúc bát đĩa xô, đúng không? Nhiều lúc chúng ta phải thay bát đĩa mới liên tục, hoặc là vợ chồng chạm trán, hoặc là va chạm rất là nhỏ về việc học hoặc vấn đề tiền nong của con cái thôi. Thì buổi tối hôm đấy thì chúng ta không thể nào yêu nhau như cái thuở ban đầu, họ cũng không thể nào làm tình hoặc là lên đỉnh với nhau được, thì lúc đấy nhìn nhau còn khó, huống chi đó là ôm ấp nhau và va chạm vào cơ thể nhau. Thì tôi tư vấn cho tất cả các bạn, nếu bốn cách kia các bạn không giải quyết được, không cứu vãn được cái tư thế đấy, thì các bạn tốt nhất là hãy mỗi người một giường. Cái khoảng thời gian mà hai bên nó đang nóng tính với nhau ấy, giống như đang chiến tranh lạnh ấy, thì tốt nhất là nên giãn nhau ra để ít va chạm vào nhau, để sau khi cái sự việc đấy trải qua rồi tầm 10-15 tiếng rồi, hoặc là trong vài tiếng nó trôi qua rồi, chúng ta cùng suy nghĩ lại. Tại vì là cái lúc mà cao trào nó xảy ra ấy, đứa nào cũng muốn mình là đúng, cái tôi cá nhân rất là cao, nên các bạn phải chịu khó vuốt ve cái tôi cá nhân. Lúc đấy mà có đấm chửi nhau hay có đánh nhau thì chỉ làm cho việc nó càng xảy ra to tát thôi. Tại vì tôi với các bạn cũng đều là người lớn hết rồi, chứ không phải là trẻ con nữa. Đấy, lúc trước đã nằng nặc đến với nhau rồi, bây giờ có chuyện gì xảy ra thì bản thân mình tự chịu trách nhiệm. Nên là tốt nhất là cái vấn đề ngủ riêng nó rất là tuyệt vời. Tại vì cái khoảng thời gian đấy mình nên ngồi lại hoặc nằm lại và suy xét liệu ai là người đúng, ai là người sai, liệu như thế mình có quá ích kỷ không, hoặc như thế là mình phải làm gì để cho ngày mai anh đấy với mình lại hòa quyện lại với nhau. Nên là cái ngủ riêng này rất là hay. Và bản thân tôi không nói đâu xa, tôi với chồng tôi nhiều lúc cũng chiến tranh lạnh, và tôi sẽ lắp gọi là cầm gối tôi xuống phòng làm việc của tôi ngủ, và anh ở bên trên giường, hoặc nhiều lúc mà anh cầm gối anh xuống phòng làm việc của anh ngủ. Tại vì hai vợ chồng lúc đấy là lên đến đỉnh điểm rồi, và rất là muốn nhìn mặt nhau, chỉ muốn đánh nhau thôi, và chỉ muốn gọi xông vào chiến thôi, chứ không nói gì gọi là ân ái ôm ấp em yêu anh hay em cảm ơn anh tình yêu của em nữa, mà nó lại là mày cút đi hoặc anh cút đi, khuất mắt tôi đó. Và ngày hôm sau ngủ xong rồi, thoải mái rồi, dậy nhìn lại, hình như tối hôm qua mình như thế là hơi quá đáng. Tại vì chị em phụ nữ chúng ta nhiều lúc nói nó không kiểm soát được cái lời nói, các bạn hiểu không? Nhiều lúc chị em phụ nữ chúng ta thì đa số không kiểm soát được lời nói, đặc biệt trong những lúc tức giận. Nam giới thì ít khi nhỏ nhen hay chấp vặt chị em chúng ta lắm. Giống như tôi hay nói, giống như một cái gương ấy, khi mà chúng ta làm vỡ nó, chúng ta có thể hàn gắn nó lại. Nhưng mà khi hàn gắn rồi thì các vết nứt của cái gương đó thì không khiến cho nó trở thành một cái gương đẹp nữa, mà có cái gương này đã có cái vết sẹo rồi, thì lời nói cũng giống như cái mũi tên nó đâm vào tim ấy, các bạn hiểu không? Có thể tháo cái mũi tên ra, những cái lỗ hổng ở trong tim thì rất là khó để có thể bù đắp. Nên những cái lúc như thế này ấy, thì tốt nhất là hai vợ chồng đang lên đến đỉnh điểm thì tôi khuyên là ngủ riêng. Tại vì chúng ta sẽ có cái thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn, sẽ hiểu nhau hơn. Và nếu bản thân tôi là người sai thì sáng hôm sau tôi sẽ dậy sớm hơn, tôi sẽ nấu cho anh một bữa ăn ngon và tôi sẽ gọi anh dậy ăn. Hoặc nếu mà bản thân tôi, cái tôi nó vẫn rất là cao và tôi không muốn tôi phải hạ mình mời anh xuống ăn ấy, thì tôi sẽ nấu ăn ngon, tôi để sẵn trên bàn và tôi viết một cái thiệp nhỏ, hoặc là tôi bảo là anh ăn ngon miệng nhé, đi làm đúng giờ, em đi làm trước đây. Như thế thôi thì cũng giống như một lời xin lỗi rồi với một người mà nóng tính như tôi. Và anh nhìn thấy thế thì anh cũng biết là tôi đã xuống nước rồi,
ấy, à cô ấy, vợ mình đã xuống nước rồi, thì anh đấy cũng sẽ biết là tối nay anh đấy phải làm gì. Các bạn thử mà xem, nó rất là hay. Vậy là vừa qua tôi vừa chia sẻ cho các bạn 5 cách ngủ khiến tình cảm vợ chồng mặn nồng hơn. Và không biết là các bạn đã áp dụng hết cả 5 cách này chưa? Nếu các bạn chưa áp dụng thì các bạn hãy thực hiện ngay và luôn trong tối ngày hôm nay nhé. Nhưng hạn chế cái số 5 thôi. Còn nếu các bạn đã áp dụng rồi thì ngay lập tức các bạn hãy comment xuống bên dưới để chia sẻ cho tôi những cái cảm xúc và chia sẻ cho tôi những cái tâm trạng mà bạn đã trải nghiệm qua nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết cái video này. Nếu bạn thấy nó hay thì ngay lập tức hãy ấn like và share. Bên cạnh đó hãy ấn đăng ký và bật chuông thông báo để nhận những video tiếp theo sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.